À, chăm, uh, xin chào các bạn chào mừng các bạn trở lại với kênh lái xe và cuộc sống uh, Hôm nay tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn uh, luyện thi uh, đề số 14 uh, 600 câu hỏi lý thuyết mới nhất năm 2022 uh, hạng C uh, sau đây là tôi sẽ uh, hướng dẫn cho các bạn làm uh, bằng cách uh, dùng mẹo nhé các bạn chú ý uh, tập trung mà nhìn cái cách mà tôi làm mẹo thì các bạn xử lý cho rất chỉ là nhanh thôi không không khó đâu rất là dễ dễ à, một là câu số 1 trong các khái niệm dưới đây khái niệm dừng xe được hiểu như thế nào là đúng về các câu hỏi khái niệm thì à, à, về hỏi về dừng xe đỗ xe phần đường làn đường và xe cơ giới thì các bạn hãy chọn cho tôi đáp án hai luôn nhé các bạn nhớ như vậy, ở đây là câu hỏi khái niệm uh, dừng xe như thế nào là đúng thì các bạn chọn đáp án 2 luôn. Dừng xe, đỗ xe, phần đường làn đường cơ giới các bạn nhìn thấy là về câu hỏi khái niệm nha, các bạn nhớ như vậy thì các bạn chọn đáp án 2 này, Đó, màu xanh là đúng luôn. Màu đỏ là sai, màu xanh là đúng. Khái niệm là trạng thái đứng yên tạm thời của phương tiện giao thông trong một khoảng thời gian cần thiết để đủ cho người lên xuống, phương tiện xếp giữa hàng hóa thực hiện công việc khác. Nhưng mà các bạn đọc những câu vậy thì các bạn rất là dài dòng lắm nên các bạn nhớ cho tôi là đã gọi là mẹo để giải thích cho nó nhanh thì các câu hỏi về khái niệm mà dừng xe, đỗ xe, phần đường làn đường và cơ giới thì các bạn chọn cho tôi đáp án số 2. Nó rất đơn giản. Câu số 2 là câu điểm liệt. À, các bạn chú ý là trên đường có nhiều làn đường khi điều khiển phương tiện tốc độ chậm bạn phải đi ở làn đường nào? Thì các câu hỏi điểm liệt này thì các bạn trả lời đúng tất cả các câu hỏi mà các bạn sai ở các câu hỏi điểm liệt thì các bạn cũng đều, đều bị đánh trượt nha. Nhưng các bạn chú ý điểm câu hỏi điểm liệt. Nhưng thực tế những câu hỏi điểm liệt thì cũng rất chi là dễ thôi. Không khó một chút nào hết. Ví dụ như câu này thì đã hỏi là về làn đường. Người điều khiển đi ở tốc độ chậm. Phải đi ở làn đường nào thì rõ ràng là phải đi ở làn đường bên phải và trong cùng rồi. Các bạn không không cần phải đọc những cái câu hỏi khác cho nó miên man mà các bạn nhìn thấy mà đi là là đường bên phải trong cùng là các bạn chọn luôn đáp án 1 nó chính xác luôn, rất dễ và hiệu quả. Các bạn đi bên trái ấy, thì các bạn phải đi nhanh. Đó. Đây mà đây là câu hỏi là hỏi là tốc độ chậm. Rồi và câu số 3. Khi đã kéo xe hoặc kéo xe móc, bạn được phép kéo thêm kể cả xe thô sơ hoặc xe móc thứ hai hay không? thì ở đây các bạn kéo lên trả lời là thường gồm có đáp án 1, đáp án 2 và đáp án 3, đáp án 4. Thì tôi nhìn thấy đáp án số 4 là đáp án đúng bởi vì là từ không được phép. Các bạn chọn luôn để giải thích cho các bạn hiểu từ, từ không được phép là khi tất cả các bạn nhìn thấy đáp án nào mà uh, có chữ không được phép hoặc là bị nghiêm cấm thì các bạn chọn làm đáp, đáp án đúng luôn. Cũng có thể là các bạn không cần phải đọc câu hỏi. Đây là, là từ khóa không được phép nhé, các bạn chọn luôn màu xanh đúng luôn đó rất chỉ là dễ đúng không nó không có, 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 khó gì hết á và câu hỏi số 4 câu hỏi số 4 là cũng là câu điểm liệt đó câu điểm liệt thì các bạn cũng chưa cần phải đọc câu hỏi mà các nhìn nhìn cái đáp án trả lời mà cái chữ không được phép các bạn bấm chọn luôn đúng luôn nó thấy không đây là tôi muốn trình bày cho các bạn về mẹo thì thực tế là tôi đang giải thích cho các bạn thì nó hơi lâu một chút nhưng mà thực tế mà tôi cứ làm thì nó chỉ trong vòng khoảng tầm 10 đến 11 phút thôi. Cho nên là cái đề Ngày thi này nó 24 phút nên là các bạn phải thật bình tĩnh và tự tin Làm rất chi là dễ Và đạt câu hỏi là đến 99-100% là đậu luôn Không có gì là là, 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 là sai hết ạ Và câu hỏi số 5 Biển báo hình tròn có nền xanh lam Vẽ màu trắng là loại biển gì đây, dưới đây Tức là biển hiệu, hiệu, hiệu lệnh Biển này là biển vòng tròn xanh là hiệu lệnh vòng tròn nền xanh là biển hiệu lệnh đó thì đây là các bạn là phải chọn cho tôi là đáp án số 3 biển báo hiệu lệnh phải thi hành là hướng phải đi đó đó thấy chưa biển tròn xanh có hình vẽ màu trắng là loại biển gì đây là biển hiệu lệnh nha chọn đáp án ba chính xác câu số 6 khi người điều khiển xe trên đường xe sau xin vượt mà có đủ điều kiện an toàn người lái xe phải làm gì? Tăng tốc độ là sai này. Người điều khiển phương tiện phía trước phải giảm tốc độ, đi sát bên phải là đúng này. Đó, các bạn là câu hỏi này là các bạn phải đi giảm tốc độ và đi về bên phía bên phải là chính xác. Nên là các bạn chọn cho tôi đáp án 2. Đọc câu trả lời là các bạn sẽ biết luôn. Nhớ là cái từ khóa mà giảm tốc độ đi sát bên phải là đáp án đúng nha. Còn những cái khác đọc không cần phải đọc cho nó dài dòng đâu có những đáp án hai chính xác luôn <laughs> câu hỏi số 7 người điều khiển phương tiện tham gia trong giao thông trong hầm đường bộ ngoài việc tuân thủ quy tắc giao thông còn phải thực hiện những quy định nào dưới đây xe cơ giới xe máy chuyên dùng phải bật đèn xe thô sơ phải bật đèn hoặc có vật phát sáng báo hiệu chỉ được dừng xe và đỗ xe nơi quy định Chọn đáp án một luôn bởi vì là trong hầm thì chỉ được dừng xe và đỗ xe đúng nơi quy định thôi Còn những cái câu khác đây là tôi đọc cho các bạn xem là xe cứ dưới bật đèn Rồi là được phép quay đầu xe lùi xe khi cần thiết là không 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 đúng Trong hầm là không được quay đầu xe với lùi xe hết đó nhá Và đáp án số 3 là được quay đầu xe và lùi xe là cũng sai luôn Nên là chọn đáp án một là chỉ được dừng xe và đỗ xe ở đúng nơi quy định Đó đáp án một chính xác luôn câu số 8 Câu này cũng là câu điểm liệt Trên đường cao tốc Người lái xe xử lý thế nào khi đã vượt qua lối ra của người đường định rẽ Thì ở đây có ba 3... Khi các bạn đã vượt qua lối ra mà trên đường cao tốc Thì các bạn chỉ có tiếp tục chạy đến lối ra tiếp theo Nhưng các bạn không có cái phương án nào khác hết Các bạn quay xe với lùi xe ở trên đường là các bạn đều sai hết có rất nhiều vụ án thương tâm là quay xe với lùi xe ở trên cao tốc đã bị tai nạn và rất được nguy hiểm cho nên là cái đó là trên cao tốc là tốc độ cao người ta sẽ nghiêm cấm. Nên các bạn chọn đáp án ba là chỉ có tiếp tục đi theo lối ra tiếp theo thôi. Nhớ đấy, nhớ các bạn nhớ là là như vậy. Cho nên là chọn đáp án 3 là đáp án chính xác. Và câu số 9, câu hỏi về tốc độ, câu hỏi về tốc độ thì các bạn chú ý tôi là à, có khu vực à, ngoài khu vực đông dân cư và trong khu vực đông dân cư nhé. thì để các bạn uh, chọn cho nó tiện câu hỏi này là trên đường bộ ngoài khu vực đông dân cư thì các bạn um, nhìn cái từ khóa ngoài này, ngoài khu đông dân cư là các bạn uh, đã, đã 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 thấy là nó có vấn là ngoài hoặc trong nhé. thì đây là uh, các bạn ngoài đông dân cư mà các bạn tìm cho tôi cái đáp án nào mà có chữ bê tông và tét thì các bạn chọn đó là đáp án đúng luôn. thì ở đây là ngoài khu đông dân cư. Là một từ khóa như vậy các bạn tìm cho tôi là cái, cái cái đáp án cuối mà có chữ bê tông hoặc là chữ Ctec thì ở đây thì tôi đã nhìn thấy đáp án 2 là có chữ Ctec ở cuối đáp án này. Các bạn nhìn thấy không? Thì các bạn chọn đáp án 2 là đúng. Đấy là mẹo. Đúng không? Ờ, đây là mẹo nhớ là ngoài khu đông dân cư nhá, còn trong khu đông dân cư lại khác có những cái đề tiếp theo tôi sẽ giới thiệu với các bạn về trong khu dân cư nhưng ở đây là tôi đang giải thích cho các bạn về câu hỏi là ngoài khu dân cư thì các bạn tìm cho tôi cái chữ bê tông và si thì đây có chữ si thì chọn luôn là làm đáp án đúng luôn chọn làm hai đúng chính xác kia đó đó là mẹo đấy các bạn các bạn thấy đơn giản không câu hỏi số 10 là tại nơi giao nhau thì người lái xe đi trên đường không ưu tiên thì phải xử lý như thế nào là đúng quy tắc giao thông tăng tốc độ là sai giảm tốc độ qua đường giao nhau để eh, đi trước là sai cái này là phải nhường đường rồi nó chọn nó số 3 nhìn thấy nhường đường là là là, là mình thích rồi Đó, nhường xe cho trên đường ưu tiên đi bất kỳ hướng nào tới bởi vì là bạn đi từ trong cái hướng mà không được ưu tiên thì rõ ràng bạn phải nhường đường cho người ưu tiên rồi Ví dụ như các bạn đi từ trong ngõ đi ra thì các bạn phải chú ý quan sát và nhường đường cho những người chạy trên đường ưu tiên. Ví dụ như vậy. Cho nên là khi mà tại nơi giao nhau thì các bạn phải chú ý là cái từ khóa nhường đường là các bạn chọn cho tôi đáp án chính xác. và chính xác luôn. Câu hỏi số 11. Thì câu hỏi số 11 ở đây thì tôi nhìn thấy cái chữ đáp án trả lời luôn là tôi nhìn thấy cái chữ không được phép là tôi thích rồi tôi cũng chưa đọc câu hỏi mà tôi cũng chưa chưa chưa, chưa thèm đọc câu hỏi chưa gì hết Nhưng mà tôi chỉ nhìn thấy cái, cái 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 ý của họ là không được phép là tôi thích rồi nó bởi vì là đáp án chính xác luôn đó cái từ khóa không được phép hoặc bị nghiêm cấm được các bạn chọn luôn khỏi phải đọc câu hỏi cho nó dài dòng đỡ đau đầu nhá câu hỏi số 12 là uh, người thuê người thuê vận tải hàng hóa Uh, người thuê vận tải hàng hóa có các quyền hạn gì dưới đây Thì ở đây cái từ khóa là bắt đầu bằng chữ người thuê này Hoặc hành khách này Thì uh, các bạn uh, chọn đáp án 1 và Người kinh doanh thì các bạn chọn chọn đáp án 2 Ví dụ những câu hỏi là người thuê vận tải Thì các bạn chọn đáp án 1 Và người kinh doanh vận tải thì các bạn chọn đáp án 2 Đó. Người thuê và hành khách nhá, thì chọn đáp án 1 Thì đây là người thuê thì chọn đáp án 1 nó khỏi đọc câu hỏi luôn mà nó là à, nó là, là 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 người kinh doanh thì các bạn chọn đáp án hai rồi cái câu uh, câu số 12 chạy đổi rồi câu số 12 đó chính xác chưa đáp án một người nhớ nha người thuê và hành khách thì các bạn chọn đáp án một và người kinh doanh các bạn chọn đáp án đáp án hai nó rất hiệu quả đúng luôn và câu số 13 ba À, câu số 13 <laughs> người lái xe vận tải hàng hóa cần thực hiện những nhiệm vụ gì ở đây? À câu 13 này thì là nhiệm vụ. Câu hỏi à, à, có từ nhiệm vụ thì là các bạn chọn đáp án 1 và không chở hàng cấm nhé. Đó. Người thực hiện những nhiệm vụ gì đây thực hiện nghiêm chỉnh những hợp đồng chủ phương tiện hàng hóa trong việc vận chuyển và bảo quản hàng hóa trong quá trình vận chuyển không chở hàng cấm đó, các bạn nhìn từ khóa nha nó như là các bạn phải đọc những cái từ khóa đó là các bạn đã hiểu là các bạn chọn đáp án nào rồi đúng không chọn đáp án một luôn có dễ không các bạn đó chính xác luôn nó quá dễ luôn nhưng là sáu câu hỏi nhưng là sáu câu hỏi cũng trả lời được câu số 14 là hành vi nào hành vi bỏ trốn cái này là bị nghiêm cấm này tôi tức là tôi nhìn thấy cái đáp án trả lời là như, là tôi chọn luôn bị nghiêm cấm và không được phép là hai cái từ khóa đó là ở những câu trả lời thì các bạn chọn ngay là đáp án đúng nhé không cần phải đọc câu hỏi đâu đọc đau đầu và dài dòng lắm rồi thấy chưa tự bị nghiêm cấm là từ khóa để các bạn chọn luôn à, câu số 15 lăm ừ, cái câu hỏi này thì lại <laughs> khi người điều khiển xe ô tô rẽ phải ở chỗ giao nhau thì người lái cần thực hiện thao tác nào để đảm bảo an toàn như câu y chang vừa nãy thôi. Câu câu vừa trước này đi về bên phải và giảm tốc độ. Đó. Câu này rất giống câu trước nên là đây là đáp án uh, một là rẽ phải quan sát phía sau điều khiển sang làn bên trái là sai này. Câu đáp án số 2 là cách chỗ rẽ một khoảng cách an toàn có thể hiện rẽ phải quan sát an toàn phía sau điều khiển xe bám sát vào bên phải đường giảm tốc độ Đấy, cái từ khóa này là chọn đáp án đúng luôn nó khỏi phải đọc câu số 3 nữa câu án số 3 chắc chắn là sai luôn bởi vì tăng tốc độ cũng là sai này đó thấy các bạn thấy không đó, nên là các bạn chọn đáp án hai luôn chính xác đó các bạn nhìn thấy cái từ khóa mà giảm tốc độ và đi về phía bên phải là là các bạn chọn cho tôi luôn nó 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 các bạn thấy nó nó có đơn giản không và tiếp theo là câu số 16 là khi động cơ ô tô đã khởi động đồng hồ xuất hiện ký hiệu nhìn vẽ rơi thì báo hiệu tình trạng như thế nào của xe ô tô cái này là nhiên liệu diogen rồi nên là cái này là các bạn chọn cho tôi là sắp hết nhiên liệu nhé đáp án bốn cái bình này là xe các bạn chạy xe thì các bạn đều biết là bình nhiên liệu bình bình đổ xăng đó đổ xăng đổ dầu đó nhưng gọi là sắp hết nhiên liệu đáp án bốn chính xác luôn màu xanh câu hỏi uh, số 17 là cái câu hỏi này là, cũng là câu hỏi điểm liệt câu hỏi điểm liệt thì khi điều khiển ô tô có hộp số tự động đi vào làn đường trơn trượt lầy lội người lái xe phải xử lý như thế nào để đảm bảo an toàn trong các trường hợp dưới đây thì đã đi vào đường lầy lội trơn trượt thì phải về số thấp rồi và kết hợp phanh chân phanh tay để giảm tốc độ chọn đáp án một còn uh, những cái khác là bạn đọc cái từ khóa này là các bạn bỏ luôn khỏi phần phải đọc những khác cho nó đau đầu Bởi vì là bạn đi vào đường trơn trượt thì bạn phải về số thấp kết hợp với phanh chân để giảm tốc độ thôi Đáp án một chính xác Câu số 18 Về kỹ thuật À, cơ bản để giữ thăng bằng khi điều khiển xe mô tô trên đường gồ ghề như thế nào trong các trường hợp dưới đây. Một là đứng thẳng trên giá gác chân lái, sau đó hơi gập đầu gối và khuỷu tay, đi chậm để không nảy quá mạnh, tức là nói ngắn gọn là như các bạn nhổm đít lên một chút xíu đó. nó nói nói cái từ khóa đó là cho nó dễ hiểu đi. Rồi ngồi lùi lại phía sau tăng ga là sai này, ngồi lệch sang trái hoặc lệch sang phải là sai rồi. đó ngồi lệch với tăng ga là sai các bạn chọn án hai ba là sai nên các bạn chọn án một cho tôi đứng thẳng gọi là không khom người đấy. đi chậm để không nảy quá mạnh gọi là nhổm đít lên đấy đó, các bạn ạ đúng không rồi chọn án một chính xác luôn câu số 19 chín thì là niên hạn sử dụng ô tô thì các bạn nhớ nhớ là niên hạn sử dụng ô tô là có hai cái niên hạn thôi một là ô tô xe khách là 20 năm và xe tải là 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 là, là 25 năm thì ở đây là trên 9 chỗ ngồi là xe khách rồi thì các bạn chọn đáp án là số 2 là 20 năm các bạn nhớ nhá niên hạn xe ô tô là xe tải là 25 năm và xe khách là 20 năm đó rồi đó chính xác luôn 20 năm câu hỏi số 20 dây đai an toàn được trang bị trên xe ô tô ờ, có tác dụng gì ổn định chuyển động của lái xe ô tô đi vào đường vòng là sai giữ chặt người lái và hành khách trên ghế ngồi để xe ô tô đột ngột dừng lại thứ ba là để giữ điện năng và cung cấp điện cho phụ tải làm việc sai đáp án 1 và đáp án 3 là sai vậy là đáp án 2 là đáp án đúng giữ chặt hành khách và ghế ngồi giữ uh, chặt người lái và hành khách trên ghế ngồi nhé Rồi đáp án 2. Chính xác. Câu hỏi số 21 là biển nào cấm ô tô tải vượt? Ở đây là hai biển đỏ là cấm ô tô tải, ô tô tải là bên phải là biển số 3, biển số 2 cấm ô tô con đồng nghĩa với cấm ô tô tải luôn. Vậy là đáp án ở đây là biển 2 và biển 3. Các bạn tìm xuống cho tôi là đáp án biển 2 và biển 3 thì đây là đáp án 4 biển 2 biển 3 chính xác ở đây là câu hỏi là biển nào cấm ô tô tải vượt biển số 3 là biển cấm ô tô tải vượt biển số 2 là cấm ô tô con đồng nghĩa với cấm ô tô tải luôn cứ cấm từ nhỏ là lên tới lớn luôn đó là đáp án uh, 4 uh, biển uh, đáp án 2 và đáp án 3 là đáp án chính xác nha câu hỏi số 22 biển nào là cấm đi ngược chiều biển số 2 rồi. Biển số 2 các bạn tìm đáp án nhớ là các bạn tìm đáp án biển 2 nhá. Nhiều khi là cái câu hỏi số biển 2 mà nó nằm ở câu đáp án số 3 luôn đó. Nhưng ở đây là biển 2 nằm ở đáp án số 2. Thì các bạn chọn luôn biển 2 đáp án số 2 chính xác. À biển số 2 là cấm đi ngược chiều. Câu số 23, biển nào cấm máy kéo kéo theo remote? Ở đây là cái này là cả hai biển luôn biển cấm cái máy kéo và kéo theo đôi móc luôn biển 1 và biển 2 các bạn chọn đáp án 3 là đáp án cả hai biển ở đây là ghi biển 1 biển 2 là ở đây là bắt đầu từ năm uh, là, 2022 là 600 câu hỏi trở đi là các bạn lưu ý là không có hai đáp án đâu nhá tức là chỉ có câu hỏi nó chỉ có một đáp án duy nhất thôi nên là đây là biển 1, biển 2 cũng đúng nhưng các bạn bấm biển 1, biển 2 các bạn không bao giờ là là sai nhưng các bạn phải chọn là cả hai biển nhé đáp án 3 đáp án chính xác câu số 24 câu số 24 là theo hướng bên phải có được phép đỗ xe dừng xe hay không biển cấm dừng xe mà có mũi tên bên phải Đấy, có từ khóa không được phép và được phép thì đây các bạn nhớ là vừa nãy tôi đã giới thiệu các bạn là từ khóa mà không được phép các bạn chọn luôn đúng luôn. Không được phép và bị nghiêm cấm là các bạn chọn là bạn đúng. Chính xác luôn. Nhưng ở đây giải thích là cái biển này là biển cấm rừng cấm đỗ, cấm đỗ và có mũi tên ở hướng bên phải nữa thì rõ ràng là là không được phép bởi vì là theo hướng mũi tên bên phải có được phép đỗ xe và dừng xe hay không? Không nha. Câu số 25. <laughs> là đáp uh, câu số 25 biển nào báo hiệu sắp đến chỗ giao nhau nguy hiểm? Biển nào báo sắp như giao huyện là cái này là cả ba biển, một là đường sắt, hai là giao nhau với đường ưu tiên, ba là giao nhau với đường 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 đèn đèn xanh đèn đỏ, nên là cả ba biển. Đó là các bạn chọn van 4 đó là đáp án chính xác. Chính xác luôn. Câu hỏi số 26. Khi gặp biển nào người lái xe phải giảm tốc độ, chú ý xe đi ngược chiều. Xe ở phía bên đường bị hẹp phải nhường đường cho xe đường đi ngược chiều. À, câu hỏi này thì là à, biển 2 và biển 3 nhé. Các bạn nhìn thấy đường hẹp chưa? Biển 2 biển 3 là đường hẹp. Nên là các bạn chọn cho tôi là biển 2 và biển 3. Chính xác luôn. Câu hỏi số 27. À, câu hỏi số 27. Biển nào báo hiệu đường hầm? Thì ở đây là biển 2 là báo hiệu đường hầm nhá. Các bạn nhìn thấy cái nó, nó có, có cái hầm chui đây chưa? Đó, có hầm đi vào đi sâu vào là là, là, là biển hai là, 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 là báo hiệu đường hầm nữa Biển 2 chính xác luôn. Câu hỏi số 28. Biển nào sau đây là biển uh, dốc nguy hiểm, xuống biển uh, dốc xuống nguy hiểm. Đó, cái một cái biển là dốc lên biển dốc xuống dốc xuống là 10% này cái biển dốc lên hai cái mũi tên nhỉ? một cái đi xuống cái đi lên vậy là biển 1 là à... <laughs> biển 1 là đáp ban chính xác. Rồi chọn biển 1. Chính xác luôn. Và câu hỏi số 29. Khi gặp biển nào thì các phương tiện không được đi vào trừ ô tô và mô tô. Đấy là đây là cái biển này là biển đường dành riêng cho ô tô và mô tô nên là khi gặp biển nào thì các phương tiện không được đi vào Thì rõ ràng là gặp biển số 1 rồi Đây là cấm các phương tiện khác nhé Còn đây là đường dành riêng cho ô tô và mô tô Đó, Đáp án số 1 Chính xác luôn Câu hỏi số 30 Là biển 1 có ý nghĩa gì à, Biển 1 là biển à, hết à, cấm đỗ à, xe theo giờ trong khu vực một là hết cấm đỗ xe theo giờ khu vực đó chính xác. Câu số 31 biển báo dưới đây có ý nghĩa gì? Chỉ dẫn cách đến làn đường cứu nạn. Đây là cái làn đường cứu nạn này, người ta báo là làn đường cứu nạn đó, còn đây là cái đường đi thẳng này. Ba nên là người ta báo là cách 300 m nữa là tới làn đường cứu nạn để cho các bạn đi nhưng thường thường là gặp trên đường đèo rất chi là nhiều. Đó nên là đáp án 1 là đáp án chính xác chính xác luôn. Câu số 32. Vạch đường nào dưới đây là vạch phân chia hai chiều, vạch tim đường. Xe không được lấn làn, không được đè lên vạch. Biển 1 là vạch rời vẫn đè được, biển 2 là biển không được đè lên vạch, vạch vàng là vạch tim đường. Nha, vạch 3 là vạch, vạch vạch vẫn được đè vạch trắng. Như là ở đây là đáp án 2 là đáp án chính xác. Rồi đáp án chính xác. Câu số 33, câu hỏi về xa hình, thứ tự uh, xe thế nào thì đúng uh, quy tắc giao thông. Cái này là các bạn nhìn thấy xe cứu thương, xe quân sự. Các bạn nhìn thấy trên xa hình mà cứ xe quân sự với xe chữa cháy. Đây là xe chữa cháy. Các bạn nhìn xe quân sự, xe chữa cháy là các bạn chọn đáp án hai nhé. Các bạn lúc ấy không cần đọc câu hỏi, nó đây là mẹo mà. Đó đáp án 2 bởi vì là các bạn cứ nhìn thấy ở trên gia hình mà có chữ à, có xe quân sự và xe chữa cháy là các bạn chọn đáp án 2 cho tôi các bạn đừng đọc câu hỏi hay cái gì hết á đó đáp án 2 là đáp án chính xác chưa nó thấy rõ ràng luôn câu số 34 là xe nào đỗ vi phạm quy tắc giao thông Đây là cả ba xe luôn bởi vì là xe mô tô và xe con đỗ cùng chiều nhưng mà đỗ đỗ trên làn người đi bộ đỗ trên làn đường người đi bộ đó nên là xe tải thì đậu ngược chiều nên là sai nên là cả ba xe nhá đó chính xác câu số 35 là những hướng ô tô tải nó được phép đi những hướng nào ô tô tải được phép đi ở đây là cả ba hướng thì có mỗi hướng hai là, là, là nó cấm xe tải thôi còn các hướng đều được đi hết thì ở đây là trừ hướng hai là không được không được đi chính xác Câu số 36. Ở đây là do tôi uh, giải thích cho các bạn nên là nó bị uh, hết thời gian thôi, còn thực tế là làm mình dư 24 phút. Mình dư 24 phút luôn. Nhưng mà cho nên là, là 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 ở đây là tôi phải giải thích cho các bạn nên nó hơi tốn thời gian. Sau 24 phút là mình bị hết thời gian mất. Nhưng mà tôi sẽ hướng dẫn tiếp cho các bạn uh, còn 4 câu còn lại. là, là đây là và trên 40 không đạt thiếu điểm nhưng đây là do hết giờ thôi chúng tôi làm lại cho các bạn tiếp tục bốn câu hỏi nữa nha là từ câu 36 trở đi vừa nãy là tôi làm thì các bạn từ câu 3 đến câu 35 đúng không? Đó, rồi giờ tôi quay lại quay lại tôi làm lại cho các bạn từ câu 36 trở đi này thực ra do giải thích cho các bạn nên là thời gian nó, nó 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 lâu quá chứ còn nếu mà thực tế ra mà 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 làm thì nó chỉ hết khoảng tầm 10 phút thì bạn đầu làm chậm thì hết khoảng 12 13 phút hoặc 15 phút. Còn đây thời gian dư 24 phút thôi. Rồi. rồi, tiếp tục quay quay về vừa nãy làm câu 35 là xe tải cấm uh, hướng nào là ô tô tải được phép đi thì tất cả được không đi mà trừ hướng 2 bởi vì hướng 2 là có biển cấm xe tải. Và đây là câu số 36. Theo hướng mũi tên, những hướng nào xe mô tô được phép đi? Xe mô tô được phép đi là à, Ở đây là hướng 1 và hướng 3 Còn cái hướng 2 là đang cấm mô tô rồi Đó nên là câu này là Có biển cấm mô tô nên không đi được Còn cái biển hướng số 3 là cấm ô tô Thì mô tô vẫn được đi vào Bởi vì câu hỏi ở đây là Hướng nào xe mô tô được phép đi Thì ở đây là số 1 và số 3 Là các bạn tìm xuống cho tôi là hướng 1 và hướng 3 Được phép đi Chính xác Câu số 37 xe nào phải nhường đường thì đúng quy tắc giao thông ở đây là nhìn qua cái là biết xe khách bởi vì tôi sẽ giải thích cho các bạn là nhất hướng nhì ưu tam đường tứ hướng thì ở đây ấy là ưu tiên là xe bên phải chống đi trước đó cái này là 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 bên phải chống đi trước cái xe hình này là bên phải chống đi trước thì ở đây ấy là xe tải bên kia bên phải đi thẳng chống không có xe nào là bên xe 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 tải được đi thẳng bình thường ở đây xe con bên phải chống đó, đây là những cái làn đường này là làn đường đồng cấp nha, cái biển báo là làn đường đồng cấp Nên là xe con bên phải chống là đi trước Nên là xe khách là phải dừng lại nhường đường bởi vì xe khách là vướng xe con Vậy cho nên là câu hỏi đây là xe nào nhường đường là đúng quy tắc giao thông Thì các bạn chọn tìm cho tôi đáp án xe khách Rồi đáp án 2 là xe khách là nhường đường là đúng quy tắc giao thông Chính xác luôn Rồi câu số 38 Xe nào phải dừng lại trong trường hợp này Đó, Xe nào phải dừng lại trong trường hợp này Thì ở đây ấy, là xe của bạn và xe con Cả hai xe Thì ở đây là xe con là phải dừng lại Lý do xe con là đang dừng đèn đỏ Còn xe của bạn rẽ phải Và có một cái làn đường dành riêng cho bạn rẽ phải Vậy cho nên là các bạn là phải chọn là đáp án xe con Dừng lại trong trường hợp này Rồi đáp án một xe con chính xác câu số 39 các xe đi theo thứ tự nào là đúng quy tắc giao thông đường bộ Đấy là xe của bạn xe tải và xe con xe con xe tải xe của bạn Ui, đọc hơi dài dòng đau đầu đúng không thì ở đây tôi lại giải thích cho các bạn này xe các xe đi thứ tự thế nào là đúng quy tắc giao thông đường bộ thứ nhất là xe của bạn là đang nằm trên đường ưu tiên là bạn sẽ được đi trước tiếp theo là xe con màu đỏ là đi thẳng mà bên phải chống không có gì là xe con được đi tiếp theo thứ ba là xe tải bởi vì xe tải là rẽ trái nhưng mà bên phải xe tải là vướng xe con nên vậy xe tải đi sau cùng đó, các bạn hiểu nguyên tắc đó chưa đó, thứ nhất là các bạn đang nằm trên đường ưu tiên nhé các biển báo cái là biển báo đường ưu tiên này đó nên là mặc dù bạn dễ trái nhưng các bạn nhìn thấy cái chữ cái nét đậm của phía dưới các bạn ưu tiên kia là nó nó, nó nó vẽ nét đậm chưa? Đó nên là là bạn xe bạn đi trước rồi xong xe con rồi xong xe tải các bạn xuống tìm đáp án nó nha. Xe của bạn xe tải xe con là sai. Xe con xe tải xe của bạn là sai. Xe tải xe của bạn xe con là sai. Xe của bạn xe con và xe tải đáp án 4. Chính xác. Thế nó dễ không các bạn? Quá dễ đúng không? rồi, cái này là trong tình huống dưới đây, xe con màu vàng vượt xe con màu đỏ là đúng quy tắc giao thông hay không? Đó, là xem cái xe hình này là thứ nhất là là đúng bạn nha, bởi vì là tôi giải thích cho các bạn này, tôi chưa xem cô trả lời nhưng mà tôi nhìn biết là đúng bởi vì là thứ nhất là xe con màu đỏ đã giáp vào bên phải đường để nhường cho xe con màu vàng vượt và xe con màu vàng vượt là bên đường ngược chiều là không có xe và vạch liền đứt có nét đứt ở bên phía làn đường của bạn là các bạn được kẹp vạch và được vượt nha đó các bạn nhìn thấy chưa đây tôi xuống đáp án này đúng hay không đúng chọn đáp án đúng luôn giải thích lại này xe con màu đỏ đã nhường đường tấp vào phía bên phải đường xe con đường này không có xe đi ngược chiều và vạch nét đứt ở bên phía phần đường bên 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 bạn được phép vượt. Như là câu hỏi ở đây là trong tình huống dưới đây xe con màu vàng vượt xe con màu đỏ là đúng quy tắc giao thông hay không? Đúng nha bạn nha. Đúng chọn đáp án 1. Rồi chính xác. Đó, tôi đã trả lời cho các bạn 40 câu hỏi à, lý thuyết đề thi số 14. Các bạn học nó gồm có cái phụ đề nó 15 phụ đề thôi. Các bạn học 15 phụ đề này là các bạn làm được 15 phụ đề là các bạn đi thi là vào phòng rất tự tin và 100% là đậu luôn không bao giờ thì là chết hết vậy nên các bạn cứ uh, hãy đăng ký kênh lái xe cuộc sống để theo dõi tôi uh, là làm hướng dẫn cho các bạn những câu hỏi tiếp theo uh, chúc các bạn uh, Thì um, sẽ đạt được kết quả cao và ngày mai ra lái xe an toàn xin chào và hẹn gặp lại.